Hello cả nhà, chào cả nhà nhá. Hôm nay anh em con cháu lại tập trung vào làm cơm giỗ. À, chào cái ông em Quyền đây, nhặt cái mũ đi nào. Chào cả nhà nhá. Đấy, đấy, thế anh em làm giỗ cơm giỗ bác. Giỗ bác cả. Ngon chưa? Đấy, rồi rồi rồi. Đấy, tay nghề thì hiện nào. Được. Thu thế là được rồi. Ở nhà làm đấy ăn thế là được rồi. Quá đẹp. Thịt gà cái này tập trung vào làm giỗ, cái này giỗ ông già mình đấy cả nhà. Quyền gọi bằng bác, các kia là gọi bằng ông. Đấy. Đây là dỗ bố vợ ông đây này. Đấy. Đấy đúng rồi, dỗ bố vợ thịt gà thật khỏe mà. Ừ. Cá hải âm công chuyển khai sang đốt nửa bàn núi. Đấy, chị dâu tôi đang bảo làm cá chấm nướng cơ. Đấy, ăn thế mới sành điệu. Nướng này chắc là lại vất vả rồi. Có nước cốc đang củi củi hơi đi sẵn rồi, sợ. Thế này xuống nhóm củi dưới kia kìa. Hải ơi, ở cái chỗ thu chó vừa rồi đấy. Đấy, vừa thu chó ở dưới đầu hè nhà bác Phương dưới kia vẫn còn chỗ. Nướng này có phải đang thấy chưa mới chín được. Đấy, thịt con chó 15 cân cả nhà, thế là mấy mâm này dỗ lại cứ như ngày này, dỗ làm kỷ niệm. Quay cái clip làm kỷ niệm ấy. Cầy tơ 7 món. Này mưa quá cả nhà. Bên mọi người thịt gà, người thịt chó, người ấy biển bên này lại đi thái rau mơ, làm rau mơ. Bắn này. Cái mồm này ra để. Đây là chương trình cá gặp để nướng. Hôm nay cháu Hải nó thể hiện món cá lướng rất chi là ngon. Thế, cái này sợ dày quá Hải ạ. Dày nó chín đấy. Nó chín thì. Ông nào nghe chị cũng biết. Làm ba con to lắm. Là ướp gia vị cháu nó làm hết. Gặp vào được. Rất chi là ngon. Mùi gia vị thơm hết nhỉ, Hải làm thơm ghê. Nướng thơm cái gì. Chào gái thằng con cháu. Chào nhà nhá. Ừ, đấy. Hôm nay là dỗ ông ngoại là cứ phải tẹp bô. Còn cháu mỗi người mỗi việc. Mưa quá cả nhà. Mưa này. Đây, mưa quá này cả nhà này. Chó thì chặt ra một thau này để nấu rượu mẹ, rượu mận. Đấy. Rất chi là ngon. Đây một đống này để hấp. Học cái này ra để hấp. Còn đây là ông Lê Quyền đang có vấn đề gọi là làm rồi. Đang tuồn lòng làm rồi. Có cái gì trong đấy là kim à? Anh Tôn ơi, con này nó ăn nó cứ bị sưng tổ quá này. Dễ khéo thủng đấy. Bị sưng tổ thật. Đấy thì bảo là chắc chắn con này nó bị là sao rồi. Thế là nuôi được, đây còn cái bổi này để nhồi trong chó này. Ná ổi, ná mơ, đỗ. Cái bụng nó mới đấy. Chú nhà, ông Bằng ông Sơ chú bảo là cậu Biển được 10 triệu, được bao nhiêu đô la. Ui, thế cơ à? Nói xã người. Hôm nay nó thời tiết nó mưa quá cả nhà. Năm nay dỗ ông già mình mưa thế nhỉ. Mọi hôm nó mọi năm nó gì. Đấy. Đấy, gái cả ở thị trấn Bình Lục lên lắm mồm ấy, to đấy. Mưa to, đấy. Nó mồm lắm. Khiếp người. Mua cái này nó rẻ không đấy cả nhà. Mỗi cái là có Hải phải có trách nhiệm, Hải Thúy. Đấy. Tao sợ nó dày quá Hải ạ. Chín mà. Nó dày đấy. Ăn thì ngon cả nhà nhưng mà làm lâu ngại lắm. Ai cũng ra đề thích toàn thích dầu nướng nhưng mà mỗi tội làm nó ngại. Làm là công hưởng đi. Đấy. Hai anh em nhà ông ấy, bộ lòng ấy, con chó nó pha thế là xong rồi, còn băm cái mỡ này nữa là để đổ nhồi đọng rồi hết. Cái này là kiểu như là cái nó bia thôi. Nó bia. Có khi nó nhuốt cái nhẫn chỉ vàng của ai nó nằm trong đấy. Đơm đấy, đơm phôi lên thắp hương các cụ ông đấy. Thắp hương khẩn trương lên. Ở những cái món kia là không thể thắp hương được. Ui dồi ôi, đấy gia đình nhà sao la từ Bình Lục bây giờ này này mưa rét quá nhỉ. À, chào ông nhá. Ấy. Ấy đi. Mời các cháu vào trong nhà. Đấy, túc mục.
Đấy, hôm nay dỗ ông già mình mưa quá cả nhà, như thế. Thằng Trung Nghĩa Tổng Học nhá. Chào cái nào. Mưa gió khổ quá. Bỏ cái mũ nghiêng 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 nha. Được, đẹp được phết. Đấy, các lãnh đạo bây giờ là ngồi bàn tròn chuẩn bị đến giờ con cháu anh em đun nướng chín là chiến đấu. Nhà đang vấn đề chuẩn bị thắp hương ông. Đấy, mưa chưa cả nhà. Mưa khổ quá. Này, hello. Quá, chào nhà nhá. Đấy. Cả nhà này. Đấy, cháu nó nướng 3 con cá. Mỗi cứ 2 mâm một con, 2 mâm một con. Một kẹp này, nướng cá chấm đấy. Đây này. Chào anh, chào thằng bận quá. Bận quá. Bận như con mọn. Cứ để đây này, cháu còn lúc nào ăn mà mới mang đi chặt thì nó mới nóng. Hào chưa chín đâu. Chín rồi. Chưa được ký. Phải hơi tái. Đây món đồng quê và cả nhà anh đấy. Món đồng quê. May được cái nhà bỏ không thì thao hôm nay rời nó mưa cả nhà. Được trong thao gió bếp nướng trâu ở đây cũng chín. À thì thôi, nhưng điều kiện có vậy. Mưa gió này. Nó không mưa gió thì lại thoải mái. Ui, thơm thế nhỉ. Đỉnh cô đỉnh. Ôi cả nhà mưa quá cơ. Năm rỗ thì nó không mưa, năm nay rỗ mưa quá. Mùng 1 Tết còn mưa. Cái này. Đấy, mấy bà cháu đang ngồi rủ dí với nhau đấy. Tiếp lắm. Nam à. Đấy, mấy bà cháu ngồi hoành tráng ngay. Cụ đấy. Cụ đấy. Đó nên cụ đấy. Đấy, xôi, cũng mỗi một đĩa xôi và một đĩa giò. Cỗ dỗ. Mưa quá mưa quá nhỉ. Thì con cày đánh tiết canh đây lòng này. Đấy, nóng hổi nhưng lát nữa là thái nha. Đấy, nóng hổi một rổ tiết canh thì tuyệt vời rồi, ngon rồi. Ngon là chuẩn đấy. Đây, anh em không thể nào quên được món đấy cả nhà đấy. Tiết mục bộ dồi chó. Đấy, dồi chó và tiết canh chó. Tiết canh chó hôm nay nói tóm lại có nghĩa là lạnh này anh em mình cho vào hấp mới ăn thì cho nó mát mẹ người đi nhỉ. Đông à. Ngon đấy. Đông nhưng mà hôm nay lạnh vừa sáng lại tẩn với nhau rồi. Hấp được. Đấy, món hấp nữa. Ngon nhỉ. Kết cái bộ dồi chó này quá này. Hay cho vào nướng đi, thằng Hải nó nướng, nó đang nướng cá đấy. À, thôi nhưng mà giờ này thôi muộn rồi. Không nướng nữa. Ngồi yên một chỗ. Không bà đánh chết đi, bà vả chúng nó rồi. Đấy, cả nhà đây là lồi riêng mẻ. Một lồi riêng mẻ to chưa?
cả con chó nấu một nồi này ngon. Những cái này là cả nhà là những người biết rồi, không biết thì mình chia sẻ thêm, cái đây là không thể thắp hương được, cho nên là thịt chó thì má này, những cái đồ này là không thắp hương được. Nên con cháu ăn uống thoải mái nên là dỗ, nên là dỗ bố đẻ ra mình đấy. Ngon rồi, một xong 60 riêng nghẻ da cầy. Nước này ăn với bún ngon lắm cả nhà, thơm ngon. Con chó là chó non, chó non ngon lắm, ăn rất mềm. Đấy cả nhà, đợi lắm rồi lên mâm đó. Mỡ nó vẫn đang sùi sùi, mỡ cá nó ra. Đấy, nướng hai con, nướng ba con cá chấm này cũng áo hết đấy nhỉ, cá chấm gập. Nói lại mưa được, may được ở đây nhỉ, được cái nhà này thao. Thơm thế đấy, cái nướng cứ chín thoải mái, củ là than đang sẵn như thế mà. Thơm thế, thơm cơm cũng thơm. Tí tháo kẹp ra nhìn nó mới đẹp. Ừ. Tháo kẹp ra nhìn. Than hồng mẹ mới đốt bao nhiêu củ cái thau nướng, nướng vào, đúng là nướng cả trâu cũng vừa. Thơm thế. Bận quá này. Quần áo sàn mưa gió như đi đồng. May được cái nhà hoang thế này thao mà nướng nhỉ. Mưa quá cả nhà đây này. Mưa dân mưa giật. Dỗ bố đẻ mình mỗi năm có mưa này, năm nay mưa thế. Nhà mà che mâm mà ấy, dỗ ông ngoại đấy, nó về tại nhà nó lấy cái mâm lên đấy. Đây cả nhà đấy, mình cái chia sẻ đấy, nó là mưa chưa cả nhà, mưa rét này, xuống dỗ là cứ tập trung nhiều ông anh cả như mình, con cháu nội ngoại. Con cháu có tập trung, tí nữa chờ là xong là nấu nướng xong là chiến. Đấy, chia phong tục tập quán vùng biển cả nhà, những cái chia sẻ nó như thế. Ở quê mình như thế là cái dỗ. Con cháu thì anh em con cháu trong nhà rồi.